Thì giờ này chúng ta sẽ nghe lời của Chúa, và trước khi nghe lời của Chúa, tôi muốn gửi đến ông bà anh chị em một cái thông cáo, mình nhắc lại. Before we listen to the word of God, I would like to remind you guys. Tuần tới chúng ta sẽ có lễ bổ nhiệm mục sư nhậm chức cho thầy Nguyễn Bảo Luân, chắc con chưa biết chữ này, Pastoral Installation. Next week we'll have the pastoral ordination for Luân. Ước mong tất cả con cái Chúa tham dự đầy đủ. So I hope that we can all attend. Nhất là những anh em trong ban chấp hành, chúng ta nhớ dành thời giờ để khích lệ thầy Luân. And I hope the people on the board will spend time to encourage Luân. Và ước mong tất cả con bạn chị em gia đình chúng ta đến tham dự để khích lệ thầy Luân trong chức vụ mới. And I hope that you and all your families can attend. Sáng hôm nay nhân dịp lễ tiệc thánh với bài hát của cô Hương vừa hát. This morning with communion and the song that was just sang. Tôi muốn ông bà anh chị em cùng tôi suy gẫm lại sự chết của Chúa, huyết của Ngài. I want us to think about again the death of Jesus and his blood. Trước khi chúng ta dự lễ nhận bánh và chén. Before we attend to communion. Ông bà anh chị em xem lời Chúa trong Hebrew đoạn thứ 10 từ câu 19 tới câu thứ 25. Please look in Hebrews chapter 10 verse 19 to 25. Tôi sẽ đọc tiếng Việt và sau đó Thiên Cầm sẽ đọc tiếng Anh. I read in Vietnamese and my translator will read it in English. Mục sư sẽ đọc một câu rồi con đọc một câu tiếng Anh hả? Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh. Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, mở đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua xác Ngài, quăng ngang cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. By a new and living way which He inaugurated for us through the veil that is His flesh. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời. And since we have a great priest over the house of God, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch bởi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Let us draw near with a sincere heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. Khi tôi còn trẻ bước vào chức vụ hầu việc Chúa, thường thường tôi giảng dạy là tôi thường hay tìm những cái gì nó mới mẻ. When I was younger and I first stepped into my ministry, I would like to find things to preach about that is new. Để giảng cho nó hấp dẫn. To make it interesting. Rồi tìm những câu chuyện để khiến cho ông bà anh chị em cười cho vui. Find some stories to make you laugh. Nhưng dường như càng về già rồi tôi thấy mình thay đổi. But the older I get, I notice that I change. Vì tôi biết rằng tất cả những cái gì rồi nó cũng sẽ qua đi hết. Because I know that everything will pass. Nhưng cái còn lại là lẽ thật của Chúa. But what remains is God's truth. Và lẽ thật của Chúa thì nó còn đến đời đời. And God's truth is eternal. Và lẽ thật của Chúa có áp dụng trong đời sống của chúng ta hay không mới là điều quan trọng. And what's important is whether or not God's truth is applied to our lives. Một số con cái của Chúa và những anh chị em học giỏi đó, ông bà anh chị em. Some people who follow God and are highly educated. Họ nói rằng tới nhà thờ không học cái gì mới hết. They say, oh, when I come to church, I don't learn anything new. Tuần nào cũng thấy ông mục sư cũng giảng chừng đó chuyện. Every week, the pastor only preaches a certain amount of things. Chúa chết trên thập tự giá. Jesus died on the cross. Chúa ban cho sự sống đời đời. He gives us eternal life. Rồi Chúa dạy những điều phải làm theo lời của Ngài. And he teaches us what to do to follow his chúng word. Chúng tôi thấy cái đó hàng ngày, chúng tôi không có thấy gì mới cả. And we see that every time there's nothing new. Cho nên chán, không muốn đi nhóm nữa. So it's boring and I don't want to go. Muốn học cái gì mới cơ. I want to learn something new. Tôi chia sẻ với ông bà anh chị em điều này nè. But I want to share with you. Chú dạy ông bà anh chị em một câu thôi.
I'll share with you guys one verse. Ông bà anh chị em làm cả đời của mình cũng chưa chắc làm được. That you can try for all your life, but you might not accomplish it. Mà chúng ta đến với hậu thánh của Chúa. That if you come to God's church. Chúng ta được nhắc nhở lời của Ngài. We remind each other. Nhắc đi nhắc God's lại hoài những cái lời như thế. We keep repeating it. Để chúng ta làm được. So that we can do it. Để cuộc sống đời chúng ta được phước. So that we can be blessed. Ví dụ. For example. Chúa nói chúng ta một câu thôi. God tells us one thing. Một cái mạng lệnh thôi. Just one commandment. Hãy yêu kẻ thù nghịch của mình. Love your enemies. Và tuần nào ông bà anh chị em cũng nghe như thế. And you listen to that every week. Điều quan trọng là ông bà anh chị có làm được hay không? But the important thing is, can you do it? Và khi ông bà anh chị em làm được điều đó rồi. And when you can. Chúa bảo chúng ta một điều khác nữa. God tells us something else. Và điều yêu thương kẻ thù nghịch ông bà anh chị em nghe hàng tuần. That you listen to the phrase, love không your có cái gì mới hết week. Ông bà anh chị em. There's nothing new. Chúa bảo chúng ta đừng có cay đắng với người khác. God says, do not be bitter towards other people. Chúa bảo chúng ta phải tha thứ cho người khác. God tells us to forgive. Cái đó không có cái gì mới hết. There's nothing new. Nhưng ông bà anh chị em có làm được hay không? But can you do it? Và chúng ta cần phải nhóm nhau lại. And we have to assemble chúng ta cần phải together. Đến với hội thánh của Chúa. Come to God's church. Để anh em chúng ta khích lệ nhau. So we can encourage và one chúng ta another. Nghe lời Chúa. And we listen to mỗi God's ngày word. Chúng ta nghe lời Chúa. We listen to it every và chúng ta day. Cần phải làm theo lời Chúa. And we have to follow để cuộc đời chúng ta được phước, ông bà anh chị em. So that our lives could be blessed. Tới hội thánh của Chúa không phải để học những điều mới. Coming to God's church, you don't just learn new things. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi ở giữa anh em không biết điều gì khác ngoài ra Chúa Jesus Christ và Chúa Jesus Christ bị đóng đinh thập tự giá. Paul said, I know nothing else but the death of Jesus Christ. Không có cái gì mới hết, ông bà anh chị em. There's nothing new. Nhưng trong Chúa Jesus Christ. But in Jesus. Ông bà anh chị em có được sự tha thứ của Chúa hay chưa? Do you have His forgiveness? Ông trong Đức Chúa Jesus Christ. In Jesus. Ông bà anh chị em có được chữa lành hay chưa? Do you have His healing? Và trong Chúa Jesus Christ. And in Jesus. Ông bà anh chị em có yêu Chúa, yêu thương người khác như Chúa yêu không? Do you love God and love others đó like mới là He điều quan trọng ông bà anh chị em. That's what's important. Chứ không phải tới hội thánh để học một cái gì mới. Not the fact that you come to learn something mới là new. Đời sống chúng ta phải đổi mới hàng ngày. New is we have to renew our lives every day. Nhiều anh chị em, nhiều con cái của Chúa nói rằng, ồ tới nhà thờ không thể học gì mới cả. Many of you say, oh, when we come to church, we don't learn anything Chúa không new. Bảo chúng ta tới đây để học những điều mới. God didn't tell us to come học to những church, điều mới ông bà anh chị em đi things. Vào trong đường đại học mà học. You want to learn new things, you can học go to những school. Điều mới ông bà anh chị em đi khám phá những gì mới mẻ ở bên ngoài. You can go explore things on the outside. Tới đây là học về Chúa ông bà anh chị em. But when you come to church, và you học learn làm about God. Theo lời Chúa dạy. And learn how to follow His tôi teachings. Sống trong hội thánh này đến đây là 26 năm rồi ông bà anh chị em. I've been here for 26 years. Và có những điều tôi cần phải học và học mãi ông bà anh chị em. And there are many things that I need to learn again and again. Một ngày kia tôi về Việt Nam để dạy kinh thánh. One day I went back to Vietnam to teach. Mà anh chị em biết Bible. Tôi ra Hà Nội dạy là khổ lắm. It's difficult for me to go to Hanoi vì, and teach. Vì ở Hà Nội tôi không có cái điều kiện nó giống như ở Sài Gòn. Because the conditions aren't the same as in Saigon. Suốt một tuần lễ dạy từ sáng cho tới chiều tối. For a whole week I taught from morning to night. Và thứ bảy tôi bay về Đà Nẵng nghỉ. And on Saturday I went back to Đà Nẵng. Lẽ ra sáng thứ nhật là tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà. And Sunday morning I wanted to rest at home. Và Chúa dạy tôi. God taught me. Con không được bỏ qua sự nhóm lại. You cannot miss your assembly. Tôi nói với Chúa ơi, con đi dạy trường kinh thánh mà chờ tới nghe mấy ông mục sư này ông giảng có gì mới đâu. So I told God, oh, but I teach every day. There's nothing new that I can learn. Chúa dạy tôi phải đi thờ phượng Ngài. God told me that I had to go and worship. Tôi tới nhóm hậu thánh ngày xưa của tôi, home church là hậu thánh Đà Nẵng. And my home church back then was in Đà Nẵng. Tôi vâng lời Chúa. So I listened to God. Tôi tới tôi dự nhóm. I went and I worshipped. Một mục sư đứng lên giảng đó là chú của thầy Luân. And the pastor that was preaching was Luân's uncle. Là mục sư Hồng. Mục sư Hồng. Và anh chị em biết ngay trong cái buổi nhóm đó. And in that sermon. Chú dạy tôi một bài học rất là quý ông bà anh chị em. God taught me a very precious lesson. Mà bài học đó cũ lắm rồi. And it's a very old lesson. Không có cái gì mới đối với tôi hết đâu. There's nothing new. Đó là mục sư Hồng giảng sống phải hy sinh cho Chúa và cho hội thánh của Ngài. And the pastor said, as you live, you have to sacrifice yourself for God. Mà ông là người hy sinh. And the pastor was a man that sacrificed. Ông bà anh chị em biết mục sư Hồng không? You know, Pastor Hồng. Từ thời còn trẻ. From when he was young. Ông lên vào trong mùng vùng sâu vùng có như rừng thiêng nước độc á, cái chỗ mà những người Cato sống á.
He went to the high mountains in the very deserted places. Sau năm 1975, after 1975, ông đến đó với một nhóm người thôi. He went there with a group of people. Giảng lời Chúa cho họ. He preached. Sinh hoạt với họ. And you know, he gathered with them. Bị bắt bớ. And he was persecuted. Bị đánh đập. And he was beat. Rất là gian khổ. It was painful. Và Chúa dạy tôi. And God taught me. Con đi nhà thờ không phải học cái gì mới. As you go to church, you don't have to learn anything new. Con đi nhà thờ để học những gì đã cũ rồi. You go to church to learn, relearn old things. Nhưng phải renew mỗi một ngày. But you have to renew it every Amen, day. Amen, ông bà anh chị em. Và đó là lẽ thật đó, ông bà anh chị em. That is the truth. Mặc dầu tôi đi dạy trường Kinh Thánh. Even though I taught Bible school. Mà ông bà anh chị biết ngồi trong trường Kinh Thánh, tất cả những người ngồi ở dưới mà tôi dạy đều là mục sư quản nhiệm hết. And the people that I taught were all pastors, were all head pastors. Mà thậm chí có những mục sư có hậu thánh của họ cả ngàn người. And there were pastors who had churches of thousands of people. Nhưng vì họ chưa có bằng cấp cho nên họ phải đi học. But they needed their degrees, so they had to go study. Và thưa ông bà anh chị em. Brothers and sisters. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em trước khi dự tiệc thánh. This morning I want to share with you before communion. Ông bà anh chị em nghe về Chúa. As you listen về sự chết của Ngài. And about his death. Nhưng ông bà anh chị em thật sự có kinh nghiệm chưa? But have you really experienced và it? Đó mới là điều quan trọng. That is what's important. Và chúng ta kinh nghiệm Chúa mỗi một ngày, ông bà anh chị em. And we have to experience God every day. Câu thứ 19. Verse 19. Hỡi anh em. Therefore, brethren. Vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jesus Christ được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new living way which he inaugurated for us through the veil. Thấy câu kinh thánh này có gì mới không? Well, what is new about this passage? Có gì mới cả. There's nothing new. Mình nghe thường xuyên. We've heard this a long time. Ông bà chị em để ý nè. But notice this. Thầy tế lễ ngày xưa đó, ông bà chị em. The priests back then. Họ muốn bước vào trong sự hiện diện của Chúa. They wanted to step into the presence of God. Họ phải giết một con chiên. They had to kill a lamb. Rồi họ lấy cái huyết đó. And they take that blood. Và họ để tay mình trên con chiên. And they put the hand on the sheep. Có nghĩa là con chiên nó gánh lấy hết tội lỗi của họ. That means that the sheep has taken all of the sin. Rồi họ lấy huyết của con chiên. So they take the blood. Họ cầm huyết đó. And they take that blood. Là một hình ảnh huyết con chiên nó rửa sạch tội lỗi của họ. As the image of their sin being erased. Và họ đi vào trong nơi thánh. And they walk into the holy place. Nơi chí thánh là nơi hiện Chúa hiện diện. That is where the presence of God is. Và tại đó họ ông nói chuyện với Chúa. And there they speak to God. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết. And the Bible tells us. Trong nơi thánh của Chúa, trong sự hiện diện của Chúa có trọn sự khoái lạc. In the holy place of God there's joy. Và có điều vui sướng vô cùng. There's happiness. Tại đó ông được sự tha thứ của Chúa. Because there's the forgiveness of God. Ông được nói chuyện với Chúa. He gets to talk to God. Chúa ban cho ông sự vui mừng. God gives him phước hạnh and blessings. Mà không ai trên đời này có thể cho ông được hết. No one else in this world can give. Vì tại đó ông nhận được sự phước hạnh Chúa ban cho. There he received the joy that God gives him. Và ông bà anh chị em thấy không? And can you see? Khi chúng ta tin Chúa, when we believe in God, Chúa Jesus Christ chính là con chiên. Jesus is the lamb. Xác của Ngài treo lên thập tự giá. His body was hung on the cross. Rồi huyết của Ngài đổ ra. And his blood was spilled. Và nhờ huyết đó, and by that blood, nhờ chính thân thể của Ngài, by his body, ông bà anh chị em đi vào trong sự hiện diện của Chúa. We walk into his presence. Ông bà anh chị em kinh nghiệm phước hạnh của Chúa. We experience ông bà anh chị em happiness. Kinh nghiệm sự vui mừng mà không ai trên thế gian này có thể cho ông bà anh chị em được hết. And a joy that no one in this world can give to you. Điều đó đâu có gì mới. There's nothing new about nhưng ông that. Bà anh chị em có kinh nghiệm được chưa? But have you experienced it? Amen ông bà anh chị em. Và đó là lẽ thật đó ông bà anh chị em. That is the truth. Và thưa ông bà anh chị em, Kinh Thánh cho chúng ta biết. And the Bible tells us, đó là con đường mới và con đường sống. That is a new and living way. Ông bà anh chị em sống như thế mới thật sự là sống. That, living that way is how you live. Và đó là con đường luôn luôn mới mẻ với chúng ta. And that way is always new to us. Bởi vì khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa, because when we step into the chúng ta sẽ thấy chính God, con người của mình. We will see ourselves. Và mỗi ngày chúng ta học với Chúa. And every day we study để bước đi sống giống Chúa. So that we can live và like mỗi him. Ngày nó mới luôn ông bà anh chị em. So that it's new every ông day. Bà anh chị em biết cậu cuốn Kinh Thánh này. And you know the Bible. Từ lúc tôi tin Chúa năm 16 tuổi.
Ever since I believed in God when I was 16. Tôi đọc Kinh Thánh này không biết bao nhiêu lần ông bà anh chị em. I've read this countless times. Tôi dùng hết cuốn Kinh Thánh này khi nó cũ rồi tôi đổi cuốn Kinh Thánh khác. I used my Bible and it got old, so I got a new one. Cho đến khi tôi dùng cũ rồi tôi đổi cuốn Kinh Thánh mới. Until that one got old and I got a new one. Và cho tới bây giờ không biết bao nhiêu cuốn Kinh Thánh như thế này. And until now I've gone through countless Bibles. Và cho tới bây giờ ông bà anh chị em. And even until now. Tôi đọc cái đoạn Kinh Thánh này. I read this tôi đọc cả hàng trăm lần ông bà anh chị em. I've read this hundred times. Mà nó vẫn mới với tôi. But it's still new to me. Bởi vì khi tôi bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Because when I step into tôi thấy chính the con người của mình. I see myself. Tôi thấy sự gian ác trong con người của mình. And I see my tôi thấy sự dơ nhất trong con người của mình. And I see my và rất cần Chúa tha thứ. And I need God's forgiveness. Và rất cần Chúa chữa lành. And I need his healing. Là bởi vì bởi những làn đòn Chúa chịu chúng ta được lành bệnh ông bà anh chị em. Because of the wounds that he suffered, và bởi huyết của Chúa chúng ta được thanh tẩy. And because of his blood, we are ông bà anh chị em có thể bị bệnh tật về thể xác. You can be physically ill. Chúa chữa cho chúng ta bởi những bác sĩ. And God can cure us through some doctors. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Thank God for that. Nhưng ông bà anh chị biết trong tâm linh của chúng ta có những căn bệnh thuộc linh ông bà anh chị em. But we, you know, we have spiritual illnesses. Ông bà anh chị em đi nhà thờ, ông bà anh chị em hỏi tôi phải học những gì mới. You go to church, say, oh, I have to learn something new. Không có cái gì mới tôi không học được, tôi không đi nhà thờ. There's nothing new that I don't want to go. Nhưng trong lòng của ông bà anh chị em vẫn mang bệnh tật. But in your hearts, you are still chúng ta ill. Vẫn cay đắng với người khác. You're still bitter toward chúng ta vẫn other ghét những người anh em của mình. You still hate your brother. Chúng ta vẫn ganh tị với người khác. And you're still jealous. Đó là căn bệnh thuộc linh ông bà anh chị em. That is spiritual nó cần illness. Huyết của Chúa để thanh tẩy chúng ta. That needs the cleansing. Nó cần làn đòn the của Chúa trên cơ thể để chữa lành cho chúng ta. We need the wounds of him và khi ông bà anh chị em nhận được sự chữa lành như thế, so when you receive that ông bà anh chị em đang bước trên một con đường mới và phước hạnh và đó là con đường sống thật sự ông bà anh chị em. You've walked into a new and living way. Amen ông bà anh chị em. Amen ông bà anh chị em. Và đó là lẽ thật đó ông bà anh chị em. And that is the truth. Cho nên đối với tôi, so to me, dù tôi đi dạy trường Kinh Thánh, even if I taught Bible dù tôi học school, về lời Chúa rất là nhiều, I studied God's word a lot. Nhưng mỗi ngày đối với tôi vẫn mới ông bà anh chị em. But every day to me is still tôi vẫn new. Cứ học với Chúa hoài ông bà anh chị em. I continue to study và mỗi buổi God. Sáng thì lại mới luôn ông bà anh chị em. And every morning it's new. Vì con người mình sẽ được đổi mới mỗi ngày. Because we ourselves change qua dòng every huyết day. Của Chúa. Through the blood of Jesus. Qua con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi. Through the way that he has, is leading us through. Nhưng có một điều ông bà anh chị em. But there's something. Rất là quan trọng. That's very important. Để ông bà anh chị em kinh nghiệm được điều này. So that you can experience this. Câu tiếp theo. Next verse. Là vì chúng ta có một thầy tế lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch bởi hương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng vì điều trông cậy mà chúng ta chẳng chuyển lai, vì đấng đỡ hứa của chúng ta là thành tín. And since we have a priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Có một điều kiện mà Chúa đòi hỏi chúng ta khi đến với Chúa ông bà anh chị em. There's a condition that God requires when we come to him. Dĩ nhiên chúng ta phải có đức tin đầy dẫy. Of course we have to have faith. Chúng ta được Chúa rửa sạch. We are cleaned by God. Chúng ta chuẩn bị tâm lòng của mình. And we prepare our hearts. Nhưng có cái này mới quan trọng bà anh chị em. But this is what's important. Rất là quan trọng mà. It's very important. Và nếu không vượt qua được cái này không bao giờ ông bà anh chị em kinh nghiệm được Chúa hết. And if you can't overcome this you will not experience God. Đó là gì? And what is that? Lòng thật thà. A sincere heart. Chúa luôn luôn Chúa để ý tới chúng ta lắm mà. God is always paying attention to us. Thử xem thử điều gì chúng ta nói từ trong lòng mình ra nó có thật không? To see if what we're saying from our hearts is true. Hãy tập một cái tính để được phước ông bà anh chị em. So grow a habit so that you may be blessed. Theo Chúa phải tập một cái thói quen để được phước. If you follow God, you have to practice this habit. Nếu ông bà anh chị em thích một cái gì đó, thì ông bà anh chị em nói trong lòng mình tôi thích. Say it in your hearts that you like it. Nếu ông bà anh chị em không thích một điều gì đó thì cứ nói trong lòng mình là tôi không thích. If you don't like something, then say in your hearts that you don't like it. Chúa muốn sự chân thật trong tâm lòng của mình. God wants sincerity in our hearts. Thích thì nói thích. If you like it, you say you like it. Không thích thì nói không thích. If you don't like it, you say you don't like it. Thương thì nói thương. And if you love someone, ghét thì nói ghét. Or if you hate someone, you say it. Ủng hộ thì nói ủng hộ. If you support something, you say không you support. Ủng hộ thì không nói không ủng hộ. If not, then say you don't support it. Khi ông bà anh chị em nói thật như thế, bao giờ Chúa cũng đến với chúng ta.
When you bring that sincerity, God will come to Còn us. Nếu ông bà anh chị em nói ngược lại với tấm lòng của mình, But if you say the opposite of your heart, không bao giờ ông bà anh chị em đến gần Chúa được. You will never become close ông bà anh to chị em để ý điều này nè. So notice this. Ngày xưa khi Chúa giảng ở giữa dân chúng, Back then when Jesus was preaching, ông bà anh chị em thấy Chúa gắt nhất là những người nào? You see, who did he hate the most? Rất là gắt. Chúa thấy là Chúa thảnh nộ lên rồi. As he saw them, he got really mad. Ai ông bà anh chị em? Người Pharisee. Bởi vì bên ngoài họ nói như thế mà cái lòng họ không phải thế. Because on the outside they say something, but in their hearts it's different. Tôi có những người bạn ông bà anh chị em. I have some friends. Từng cầu nguyện với tôi. They used to pray with me. Thân thiết lắm. They were close. Nhưng tới khi họ nói, But until they spoke, tôi tin đó là sự thật. I believe that was the truth. Nhưng rồi nó không phải là sự thật ông bà anh chị em. But then it isn't. Là bởi vì sao ông bà anh chị em biết không? And why? Vì khi mình không thành thật, Chúa không bao giờ ban phước cho mình nữa. Because if we are not truthful and sincere, God will not tôi bless ở hội thánh này tới bây giờ là 27, 26 năm rồi. I've been in this church for 26 years. Tôi hầu việc Chúa từ 2005 là quản nhiệm cho tới bây giờ 2021 là cũng 16, 17 năm. And I've served since 2005 until now. It's like 17 years. Ông bà anh chị em biết trong tôi có một cái điều. But inside me there is something. Ngó vậy mà tôi vẫn kính trọng những cái người mà họ nói thật với tôi. I still revere the people who are honest to me. Có những người họ ghét tôi ông bà anh chị em. There are people who hate me. Họ tới họ nói, tôi nói thiệt với mục sư Thạch đó, tôi ghét mục sư Thạch lắm. They come to me and they say straight to me, you know, truthfully, I really hate you. Mỗi lần ông giảng mà ông dùng ví dụ, tôi khó chịu lắm. Every time you preach and you use examples, it bothers me. Tôi không có ưa mục sư Thạch. I don't like you. Họ nói thẳng với tôi như thế. And they say that to me straight to my face. Tôi nói, Chúa ban phước cho anh. And I say, God bless you. Tôi vẫn kính trọng những người đó là ông bà anh chị em. And I still appreciate. Bởi vì họ nói thẳng với mình. Because they're truthful. Nhưng ông bà anh chị em biết, và tôi thấy những người đó tôi vẫn chúc phước cho họ. And you know, if I see them, I still bless them. Mà khi họ nói thẳng như vậy, họ vẫn được Chúa chúc phước ông bà anh chị em. And as they are honest like Bởi vì that, họ đang sống thật với con người của họ. Because they're being true to themselves. Mà tôi ớn nhất là cái này nè. But what really bothers me? Tôi thương mục sư Thạch lắm. Oh, I really like you, Pastor. Tôi ủng hộ mục sư Thạch. I support you. Tôi chúc phước cho mục sư Thạch. And I bless you. Nhưng mà vừa rời khỏi tôi một cái. But as soon as they leave my sight. Về nhà. They go home. Tụ tập lại. They gather around. Nói mục sư Thạch không ra cái gì hết. And I say, oh, Pastor Thạch is nothing. Và thương bạn cho em những người như thế không bao giờ gặp Chúa được. And I'll tell you, those people will never meet God. Mà tôi thấy God. Những người họ nói thẳng với tôi, cuối cùng rồi tôi thấy họ lại gặp Chúa. And the people who are straightforward with me, in the end, I see that they get to meet God. Khi tôi về Việt Nam, bà anh chị em. When I went back to Vietnam. Sau những ngày tôi dạy học mệt mỏi rồi, tôi ở nhà nghỉ ngơi với gia đình. And after all the teaching, I got tired and I was resting with my family. Thì có một người ở Hồng Kông, họ cũng về lại Việt Nam và họ đến thăm tôi. There's a person from Hong Kong that came back to Vietnam to visit me. Và anh này anh đến thăm tôi thì lúc bây giờ hoàn cảnh anh cũng rất là nghèo. And at the time, he was not very wealthy. Mà khi ở Hồng Kông đó, bà anh chị em. And while he was in Hong Kong. Thì anh cũng là tín đồ trong hội thánh thôi. He was also a member of the church. Thì anh tới anh gặp tôi nói chuyện. And he came and he talked to me. Mà anh biết cái tánh của tôi. And he knows my personality. Thế thì anh ngồi nói chuyện uống cà phê thì nói Thạch ơi, bây giờ mình muốn nói thật hết những gì trong lòng mình với Thạch. And so we were having coffee and he told me, I want to tell you what is truthfully in my heart. Và mình tin rằng Thạch là mục sư, cái là Thạch sẽ không gắt mình. And I know that as a pastor, you will not hate me. Cái tôi mới nói đừng có tin nghe. So I said, chụp tin mấy cái nó nguy hiểm quá. Don't believe that too quick. Có nhiều mục sư cũng gắt ghê lắm á. There's many pastors who hate me. Anh nói ra coi chừng tôi gắt anh lắm á. If you say it, I can't guarantee that. Rồi anh nói là thôi, bây giờ có tin hay không tin, mình sẽ nói cho Thạch biết. And so he said, I'll just tell you either way. Mà anh cho em biết, anh nói cho tôi nghe. And so he told me. Tất cả những gì trong lòng của anh. Everything that was in his heart. Ông bà anh chị biết lòng tôi rất là cảm động ông bà anh chị. And you know, I was touched. Tôi không thể tưởng tượng được một người họ có lúc thành thật với mình như thế. I couldn't imagine someone being so honest with me. Và tôi nói Chúa ban phước cho anh. And so I told him God bless mà you. Mà những cái điều anh nói dường như ông bà anh chị biết nó lùng bùng cái lỗ tai tôi luôn á. And the things that he said, it went through my head. Nhưng mà tôi nói Chúa ban phước cho anh. But I said, God bless you. Chúa chúc phước cho anh. May God bless you. Rồi anh ra về. And so he left. Tôi về nhà tôi nằm nghỉ. And I went home and I rested. Tôi suy nghĩ về anh.
I thought about it. Tôi nghĩ một con người lạ quá, And I họ thought, có what thể thành a thật với strange mình như person. thế. He can be so honest. Anh không có nói tôi một cái gì anh nhu cầu của anh hết. He didn't tell me about any of his Anh chỉ needs. Kể về những gì anh suy nghĩ trong lòng thôi. He just talked about the things that he was thinking about. Anh cũng không nói rằng anh thiếu tiền. He did not say that he needed anh money. Cũng nói rằng anh hoàn cảnh anh khó khăn. He didn't talk about his tôi không biết cái gì hết ông bà situation. Anh chị em. I didn't know anything. Anh chỉ nói thành thật với tôi về những gì anh suy nghĩ từ hồi ở Hồng Kông rồi từ về Việt Nam như thế thôi. He just told me about his thoughts when he was in Hong Kong and went back to Vietnam. Tối đó tôi nằm tôi suy nghĩ. So that night I thought about tôi it. Cầu nguyện Chúa con làm gì cho người này. So I prayed to God, I asked, what can I do for this ông person? Ông bà chỉ biết trong lòng của tôi. And so you know in my heart. Tự nhiên có một sự thúc giục rất là lớn. There's this great encouragement. Bà anh chị biết tôi cầm 500 đô la. You know, I took $500. Tôi lên nhà của anh. I went to his house. Tôi nói tôi cho anh 500 đô la. And I said I'll give you $500. Đó là số tiền còn lại để tôi trở về Mỹ. That was the money I had remaining to go back to America. Anh vui mừng trong nước mắt và anh đang rất cần một số tiền ông bà anh chị em. And he was crying happy tears. He really needed the money. Mà 2 tuần lễ sau tôi mới gặp lại anh, tôi cho tiền anh. And so I met him 2 weeks later. Anh không bao giờ anh nghĩ tôi cho tiền anh hết đâu. He never thought that I would give him any money. Và tôi khuyên anh. And so I advised him. Hãy trở lại thờ phượng Chúa. Go back to worshiping God. Học lời của Chúa. To study his word. Làm lại cuộc đời của mình. Redo your life. Và thương bạn chết mấy năm sau tôi trở lại Việt Nam. And so a few years later I went back to Vietnam. Tôi hỏi anh. I asked him. Anh có đi nhà thờ không? Do you go to church? Anh có học lời Chúa không? Do you study God's word? Mà anh chỉ biết anh trả lời thế nào không? And you know what he said? Thật ơi, mình đi mỗi Chủ nhật và không có bỏ Chủ nhật nào. He said I go every single week và and mỗi I do ngày not miss a week. Lời Chúa đều mới đối với mình. And every day God's word và is anh new. Kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. And he experienced God's forgiveness. Và anh bước đi với Chúa ông bà anh chị em. And he walked with God. Và anh rất là thành thật ông bà anh chị em. And he's very truthful. Và càng thành thật thì Chúa ban phước cho mình. And the more truthful you are, nên vì the thế mà ông bà anh chị em hãy nhớ một điều, và chính tôi học điều này cả cuộc đời của tôi luôn ông bà anh chị em. That's why you have to remember, and I learned this through my whole life. Khi đến với Chúa phải có một lòng rất là thành thật ông bà anh chị em. As you come to God, you have to have đó là lý do vì sao mà ông bà anh chị em nhớ. That is why you have to remember. Câu chuyện của tên cướp trên thập tự giá. The story of the thief. Cả đời ăn cướp của giết người. His whole life he lẽ ra phải bị ném vào trong hồ lửa đời đời. He was supposed to be thrown into the pits of hell. Nhưng Chúa đổ huyết ra cho anh. But Jesus poured thân his thể blood Chúa for treo trên thập tự giá vì cớ anh. Jesus's body was và on chỉ the cross qua for him. Chúa Jesus Christ và huyết của Ngài, anh có thể bước vào trong nơi thánh liền. But through Jesus and his blood, nhưng anh vẫn không bao giờ bước được. But he could never go cho đến khi until anh nói với Chúa, he told Jesus, lại Chúa, said, please, hình con chịu xứng với việc con làm. The things that I suffer, I deserve. Xin Chúa thương xót con. Please have mercy. Và ngay trong giờ phút đó ông bà anh chị em, and in that minute, Chúa Jesus Christ phán với ông, Jesus told him, hãy đi vào trong nơi thánh, go to the holy place, thiên đàng phước hạnh, the gates of paradise heaven, mà đã dành cho con, that I have set a place for you. Và đó là con đường mới và con đường sống đó ông bà anh chị em. And that is the new and living way. Và chỉ có tấm lòng thành thật mới hưởng được điều đó ông bà anh chị em. And only a sincere heart. Bao nhiêu người đến với hội thánh của Chúa, many people come ông bà anh chị em có thể đứng lên đây hát, you can stand up here and ông bà anh chị em có thể đứng lên đây giảng, you can stand up here and ông bà anh chị em có thể phục vụ Chúa, you can serve God. Nhưng mãi mãi ông bà anh chị em không bao giờ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. But you will never experience his presence. Cho tới khi ông bà anh chị em thành thật với Chúa. Until you have a sincere heart with him. Huyết của Chúa sẽ linh nghiệm trên đời sống của mình. Then his blood will work in our Chúa lives. Sẽ chữa lành cho chúng ta. And he will heal us. Và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. And he will bless us. Amen ông bà anh chị em. Và đó là lẽ thật ông bà anh chị em. That is the truth. Vì thế tôi ước ông bà anh chị em hãy đến trở lại thờ phượng Chúa. That's why I hope that you will come back. Câu tiếp theo. Ngày của Chúa trở lại rất là gần rồi ông bà anh chị em. The day of the Lord is near. Và Chúa nói trong câu kinh thánh này. God says in this verse. Ai nấy hãy coi sắp nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì phải càng làm như vậy chừng đó. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ngày nào chúng ta thấy ngày Chúa càng gần trở lại. You know, the closer you see the day is coming. Chúa dạy chúng ta nhóm nhau lại đâu phải để học điều mới ông bà anh chị em. God says for us to gather, not to trong just câu kinh thánh này ông bà anh chị em thấy. Chúa dạy chúng ta nhóm nhau lại không phải để học điều mới. It says assemble together, nhưng not để to làm learn gì? New things, but what?
Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục. Tức là ông bà anh chị em để ý cái chữ stimulate one another. He says, come to stimulate one another. Làm gì? Về tình yêu thương và việc tốt lành. To do what? To love and to do good deeds. Ông bà anh chị em, chúng ta hôm nhóm lao thì thờ phượng Chúa và khích lệ nhau để yêu Chúa, yêu người khác và làm những điều tốt lành. So our job is to come to stimulate one another, to encourage each other to love and to rồi good phải khích lệ nhau and to encourage để sống cho Chúa, each other to để love làm theo lời Chúa dạy and to listen to His word. Và lời Chúa dạy chúng ta học hàng tuần. And God's word we study it every week. Mới thì cũng chẳng có gì mới. So there's nothing new. Nhưng đó chính là lẽ thật ông bà anh chị em. But that is the truth. Để chúng ta sống cho Chúa trong thời kỳ cuối cùng này. That we may live for God in these end days. Ông bà anh chị em để ý, chưa bao giờ đất nước của chúng ta tại Việt Nam và Hoa Kỳ và cả thế giới đang ở trong tình trạng như thế này. And if you notice, America, Vietnam and the whole world has never been in a situation like this. Ngày của Chúa trở lại rất là gần ông bà anh chị em. God's day is drawing very chúng ta cần near. Nhóm lại để khích lệ nhau. And we need together to encourage để sống yêu Chúa và yêu thương người khác. To love God and love others. Để làm những điều tốt lành ông bà anh chị em. And to do good deeds. Ông bà anh chị em để ý có những hoàn cảnh, có những trường hợp mà chúng ta phải có tình thương mới làm được ông bà anh chị em. And you notice that there are many times when you have to have love to solve problems. Bà anh chị em biết có những hội thánh ở tại Việt Nam. You know there are some churches in Vietnam. Ông mục sư quản nhiệm hội thánh. The head pastor of the church. Ở Sài Gòn. In Saigon. Rồi bị lockdown. And lockdown happened. Nhiều công nhân đi làm không có chỗ ở. Many of the workers didn't have places to vì live. Họ không có tiền. And they didn't have money. Để trả tiền trọ. To pay ông rent. Biết, ông bà anh chị biết họ chạy tới đâu không? And you know where they went? Họ chạy tới nhà thờ. They went to the church. Xin nhà thờ chỗ ở. They asked for a place to stay. Nhà thờ mới lo thức ăn. And the church has food. Và ông bà anh chị biết có những ông mục sư phải gánh lấy những cái điều gánh nặng đó. You know, many pastors, they have to carry vì họ cũng là tín đồ. Because they're also believers. Mà nếu chúng ta được khích lệ, chúng ta giúp đỡ họ, yêu thương họ. And if we can, we spend our time và làm những điều tốt lành ông bà anh chị em. And doing good deeds with them. Trong tuần vừa rồi tôi nhận một cái tin của một mục sư trẻ tuổi. In the past week, I received a letter from a young pastor. Ông qua đời và để lại vợ và mấy đứa con nhỏ. He passed away and left his wife and children. Người vợ khóc nức nở ông bà anh chị em. His wife was crying. Chúng ta khích lệ nhau để yêu thương và làm những điều tốt lành ông bà anh chị em. So we have to encourage one another to love and do good deeds. Chúng ta nhóm nhau lại để yêu Chúa và yêu người khác và làm những điều tốt lành. We gather to love God and love others and do good deeds. Và Chúa dạy đừng bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm. It says, do not forsake your assembly like, as the habit of some. Mình ở nhà một chập rồi mình quen ông bà anh chị em. We stay at home for a long time, then we'll get used to it. Có nhiều người nói với tôi, mục sư Thạch ơi, đừng có bỏ livestream nghe, em ở nhà em nhóm khỏe lắm. Many people tell me, oh pastor, please don't turn off the livestream. I like to worship at home. Mục sư Thạch nhớ đừng bỏ livestream nghe, phải livestream hoài. Em ở nhà khỏe lắm. Em đi vacation em mở livestream, em chạy xe em mở livestream, em thờ phượng Chúa khỏe quá mục sư ơi. They tell me, oh please don't turn off the livestream. It's very convenient for me. I can worship anywhere. Rồi cũng có người tín đồ tới nói với tôi. There are people who come to me. Mục sư Thạch ơi phải bỏ livestream người ta mới trở lại nhóm. And they say, oh, you have to turn off the live stream so that people can come back to church. Rồi mấy người ở Việt Nam gọi cho tôi. And the people in Vietnam called me. Mục sư Thạch ơi, nhớ để live stream bởi vì chúng tôi muốn nghe thờ phượng Chúa với quý vị. And they say, oh, please keep the live stream on so we can worship. Tôi nói thiệt, tôi ông bà anh em tôi không biết đường đâu, tôi rơ luôn ông bà anh em. And to be honest, I don't know what to do. Rồi tôi chỉ gửi đến ông bà anh em câu kinh thánh này thôi. I just want to give you this verse. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm. Do not forsake your assembly. Nếu ông bà anh em có một việc gì đó cấp bách. If you have something like an emergency, không thể đến nhà thờ được. And you cannot come to church. Rồi ông bạn chị em phải book đi vacation rồi, it's okay ông bạn chị em. Or if you already booked a vacation, that's okay. Còn nếu không có những cái điều đó, chúng ta đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Amen ông bạn chị em. But if not, we can come to church to worship. Và Chúa chúc phước cho chúng ta ông bạn chị em. May God bless us. Và chúng ta mỗi ngày đổi mới luôn. So that we renew ourselves every day. Đó là điều day. Chúa mong ước đến đời sống của chúng ta. And that is what God wants. Và sáng hôm nay, and this morning, khi ông bạn nhận lấy bánh. And when you receive the ông bread, bà chị em xin Chúa, ask God, con tin nơi sự chết của Ngài. Tell him, I believe con tin in your nơi death. Thân thể của Ngài đã nát tan vì cơ con.
I believe that your body is wounded for me. Và những lần đòn Chúa chịu để con được lành bệnh. And your wounds are suffered for my healing. Không những lành bệnh thể xác mà cả lành bệnh tâm linh nữa. Not only physical but spiritual. Con sống những ngày cuối cùng này thật là vui mừng phước hạnh. So that I may live this end days in joy. Khi con nhận lấy chén là nhận lấy huyết của Chúa. When you take the wine, the blood of Jesus. Xin Chúa tha thứ cho con. Say please forgive me. Rửa sạch tội lỗi của con. Cleanse me of my sins. Để con sống phước hạnh. So that I may live a blessed life. Và phước hạnh đời đời. And blessed for eternity. Amen. Amen. Xin kính mời ông bà anh chị em cùng đứng.